khoảng hơn một buổi sáng, gọi một buổi sáng thi công. Chúng tôi đã hoàn thiện cái mẫu máy là H1000. Bao gồm là cầu tải âm này, đổ thóc này, đầu bốc nứt này, đầu trà trắng, đây, lọc sạn, rồi ống ra chấu phụt luôn vào trong phòng chấu này, trong nhà chấu này, thiết kế thêm đường thoát khí của đầu ra cám, đã lắp ráp hoàn thiện xong, chờ điện test. Mẫu máy này rất là đơn giản, mình sau này mình vận hành rồi là mình bảo dưỡng các thứ là nó rất là dễ, cấu tạo rất là đơn giản, nhưng mà năng suất làm việc khá là ok, các vị trí đã đấu ống nối xong xuôi. Ok rồi, xong tôi sẽ test máy cho bà con xem nhé, hướng dẫn chi tiết cho bác chủ làm.